Chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Trên màn hình đây là chú Thành. Chú Thành mà hay đi vô phụ giúp mọi người ở trong cái gọi là ekip quay viên á, mộ của cậu Năm Vũ Linh, bác Năm Vũ Linh á. Thì em nghe được là chú Thành đây kể về một cái giấc mơ, nằm mơ thấy bác Năm Vũ Linh hả? Đè sao chú? Thì nằm đè lúc cái con ca sĩ ngày xưa. Thì nó cũng là bác. Chú Thành luôn. Chú khóc rồi. Sao? Giờ ca sĩ giờ không biết nói, giờ nó tắt tiếng không nói được. Nó cũng phải chút con nằm đó thương mình. Chú cứ bình tĩnh rồi chú kể cho bà con nghe đi. Dạ. Vậy nè, trước từ Vũ Linh, giữa Tài Linh, giữa Ngập Giàu, giữa Mỹ Châu. Dạ. Thì mình từ lúc còn trước ở đây là trước ở xứ đó là còn trắng đen. TV trắng đen à? TV trắng đen là cái máy cassette. Dạ. Yeah. Cũng quay cũng gì, thương yêu mến nhau. Mình cũng giờ là của bên sau của bên của sân khấu của ca sĩ. Dạ. Yeah. Xưa là Tài Linh đó, chú Lợi. Tài Linh á thì may đồ của nhà máy Kim Cúc ở Sài Gòn, quận Bình Thạnh, quận nhất của Cao Bông. May đồ hả? May quần áo ca sĩ ở nhà máy Kim Cúc. Chú biết luôn hả? Cô Tài ở đó mà. Cô Tài Linh là lúc đó làm nghề may đồ hả? Không, cô Tài Linh đó là đặt ở cô Kim Cúc. Đặt cô Kim Cúc may đồ. Là cô đó là chuyên mai đồ ca sĩ không? Đồ ca sĩ ha. Nhà Mai Kim Cúc. Nhà Mai Kim Cúc ở quận Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh Cầu Bông. Cầu Bông, quận Bình Thạnh. Dạ. Yeah. Thì trong đó thì mình trước có làm cho nhà của Tài Linh là chợ vườn chuối. Chợ vườn chuối. Chợ vườn chuối là của chợ chị Linh đó. Nhà cô Tài Linh. Dạ. Tài Linh đó. Dạ. Còn ông xã của ông Tài Linh đó là bên nhạc của bên nhạc nhạc sống của bên Cái Lương. Dạ, nhạc sống Cái Lương ha. Rồi hồi nãy chú nói là chú nằm mơ chú thấy cái gì? Thì nằm mơ đè, thì không nằm đè nặng quá. Đè chú hả? Đè nằm nặng quá. Làm hồi gì nào? Mà bị nào hồi nào? Mới tối. Mới tối luôn hả? Mới tối luôn. Phải không? Có chú có ảo giác gì không? Khi mình chạy ra mình khắp cái hương cho cậu Năm liền. Mà sao cho chú nói là bác Năm là đè chú mà chú thấy không? Thấy rõ không? Thấy rõ. Nói chú nói làm gì mà thiệt quá chú à? Làm gì mà thiệt quá hả? Thì chú làm thiệt cậu Năm á, là thiệt quá thì cậu Năm mới đè lên. Làm mơ, làm thiệt, nằm mơ mà. Làm thiệt là làm sao? Là ngủ, anh ngủ nằm mơ đó. Ngủ nằm mơ đó. Mơ tưởng nha. Là thấy chú thấy là bác Năm đè luôn. Đè cứng luôn rồi, nói thôi anh Năm coi cho đứng dậy mình thì còn công việc còn đi làm nữa. Mà ca sĩ luôn. Của cậu Năm Vũ Linh luôn. Mà chú thấy rõ luôn hả? Rõ luôn. Rồi sau đó thì mình sao? Vô mình đốt đốt nhằn mình mới khóc. Mà ý là sau đó thì sao? Sau khi đè lâu không? Hả? Đè lâu không? Đè có 15 phút rồi. Đè 15 phút luôn. Bắt đầu mình dậy giật mình liền. Thế mình đứng dậy đi tập thể dục. Đi tập thể dục. Từ 4 rưỡi cho tới 5 giờ bắt đầu vô tới đây là đây còn chưa mở cửa. Vậy hả? Chú đứng ở ngoài cổng luôn hả? Chú mở cửa, sao có xe tăng nó vô. Dạ, rồi chú. Chưa có vô. Rồi chú vô đây chú thắp nhang cho bác Năm. Vô đốt ngang bắt đầu mới nói bắt đầu chuyện khóc. Nói sao chú nói sao với bác Năm? Nói cậu Năm mình nói sao ngủ sao nằm mơ nó rớt nước mắt ở cậu. Trời ơi, hồi nãy chú khóc luôn hả? Con không thấy được. Khóc luôn. Trời ơi, thì tội quá. Tôi kể đây còn khóc. Dạ. Là cái đó là nói chú tinh tình luôn. Mà cái đó là chú mừng hay là chú vui hay là chú sao mà chú khóc? Thì cậu Năm chắc giúp đỡ trong người. Có nghĩa là chắc là bác Năm muốn giúp đỡ gì cho bác đó đúng không? Giúp đỡ nhau mà không biết sao, không biết nói sao được. Muốn giúp đỡ mà không biết nói sao nên nó bác Năm làm như vậy ha, phải không? Thì theo như chú nghĩ thì cậu Năm cũng nghĩ ra thì biết
nên chắc cho bác cho chú thấy phải không? Dạ. Yeah. Ấy là muốn cho chú thấy đó phải không? Rồi, mà chú thấy mấy lần rồi? Nay đúng là đầu tiên một lần. Một lần đầu tiên luôn hả? Đêm hôm ngủ là thấy luôn hả? Trời ơi. Thấy chú kể mà chú khóc luôn là chú thấy được bác Năm. Dạ. Rồi chú khóc luôn cả nhà. Thôi thì một lát nữa coi mình lâu lâu cái mình thắp nhang mình nói chuyện với bác Năm thử coi. Có. Dạ. Thì cũng có qua lời không? Nó có đừng buồn nữa. Dạ. Coi nhiều khi coi mình có làm cái gì không phải mà bác Năm buồn hay không. Cũng như mình phụ nè. Ờ. Mình phụ. Cũng biết nhau. Dạ. Thì nhiều khi hỏi thử bác Năm coi con có chú có làm cái gì không phải hay là có gì không đúng. Đúng gì đó. Đúng rồi. Ờ. Thì bác Năm tha thứ ví dụ vậy, nhiều khi là vậy đúng không chú Thành? Đó, chị mình sợ nhắc nhau. Dạ. Nhiều khi bác Năm muốn nhắc nhở mình cái gì đó mà nói không được. Nên muốn báo cho mình biết được cái sự việc nó như vậy. Trời lên gì mà ai cũng biết mình hết rồi. Dạ. Em cũng rất tình cảm quá, cậu Năm thương cậu quá. Dạ. Đó. Thì từ trong cassette trắng đen từ xưa chắc đèn bình mà. Hồi xưa chú nói là chú đi làm cái gì ở trong đoàn nghệ thuật hả? Làm bên của trong đoàn hài. Đoàn hài à? Trong chú làm bên hậu bên Phụng. Làm Minh Phụng cái gì? Minh Phụng hả? Minh Phụng á, biết Minh Phụng à? Đi chung với đoàn với lại chú Minh Phụng hả? Chú Minh Phụng với Ngọc Giàu, Vũ Linh, Tài Linh. Mà chú làm cái gì? Bên hả? Chú làm cái gì trong đó? Cái đó là mình làm theo bên bên Phong rạp á. Làm với đoàn nào cái mình dựng như tấm phong này nè. À, dựng lên đó. Dán băng rôn đó hả? Băng rôn tấm phong á. À, dán băng rôn để quảng cáo phải không? Không. Thì dán mấy cái này để dán quảng cáo lên. Hay không. Là cái đó là cái rạp hả? Dựng rạp đó hát đi dạo mà. À dựng lên để hát đúng không? Này kia tôi phải đợi mà. À để hát đúng không? Để hát đó. Dạ. Xài bằng gọi là bằng xài bằng cái máy đèn á. Máy đèn đúng không? Nó đi ở đó làm gì có điện. Dạ đúng rồi. Chạy máy đèn rồi đúng không? Chạy máy đèn không rồi bắt đầu bật lên ca sĩ đủ hết. Dạ. Mà lúc xưa lắm. Chú đi từ có nhà hát bánh cát từ ở Lộc Ninh từ vùng sâu vùng xa. Là chú đi hết ha. Đi hết của hết. Dạ. Vậy là lúc đó mà bây giờ mình sau này không làm nữa. Trong mình mới làm nghề là nghề mộc. Dạ. Chú bây giờ chú làm mộc hả? Làm mộc. Giờ bỏ. Giờ không có làm nữa. Giờ có tuổi giờ mình cũng làm bên sơn nước trang trí nội thất. À. Đó, giúp cho bà già ở bên. Dạ. Chứ có nghĩa là chú đi làm làm mộc cho người ta phải không? Làm mộc gỗ nè. À, kèo chính với rui mè đó. Cắt nhà hả? Làm nhà á. Cắt nhà phải không? Người ta kêu là mình đi cắt nhà ha. 12 cột á. Dạ. Là người ta kêu coi như cắt là bốn bốn trính, bốn trính là 12 cục con á. Dạ. Đu đu đầu đu đít á. Dạ. Cái dài cục nhà á. Dạ. Thì mẹ thì mẹ mẹ ngói như mẹ này. Dạ. Nhưng ngồi như ngói mẹ âm dương. Ừ. Là ngói tây. Dạ. Nó tùy theo cái gia đình người ta lập nhà. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nha, cảm ơn chú dạ. Chia sẻ nha, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú Thành. Dạ, ok. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị khán giả nha, bye bye cả nhà.